niềm tin vào cuộc sống rồi, mất niềm tin vào cuộc sống rồi, mất niềm tin vào cuộc sống rồi. Tại vì hả, cứ đến một điểm nào á, cái anh dẫn đường anh bảo là ồ, qua cầu một xíu, qua cầu một xíu, qua cầu một xíu. Mà tụi em đi qua 4 con cầu vẫn không thấy được điểm đến đâu. Tụi em mất niềm tin vào cuộc sống, và sau khi em đi đường mà nghĩ về một cái khoảng đường đi về, em càng mất niềm tin hơn. Mà may sao mình đi về có người rước về thôi, em mất niềm tin chậm chậm lắm. Chị thấy đó là... Chú Quang nên thấy hơi mệt, nhưng mà rất là vui. Này thực hiện là lần đầu tiên, nhưng mà cảm thấy vô cùng vui, vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn gia đình giới trẻ Tân Hưng. Có nhiều thứ vui lắm. Đặc biệt là công việc. Thôi đừng đánh. Ủa đang thẳng vẫn à? Đặc biệt là khi mình đi đến thăm các nhà người dân ở gần đây, thì hả, có 5 đội, thì một đội đi xuồng, một đội đi xe, 3 đội đi bộ, và đội mình là đội đi bộ dài nhất. Hai đội đi bộ và đội mình là đội đi đường dài nhất thiệt luôn đó hả? Chắc chắn là không có một đội nào đi dài bằng tụi mình luôn. Tức là mọi người đi hết đủ 6 nhà rồi, tụi mình mới đi được nhà đầu tiên. Và cái chắn đường lá hả, quá là xa đi, nên là hả, đi bộ á cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Khi mà cái anh dẫn đường anh cứ kêu lá hả, sắp tới các em ơi, qua cầu thôi là tới rồi, mà tụi mình đã đi hết 4 con cầu rồi mình không tới được nhà người dân. Hồi đó mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng mà thôi phấn đấu, động viên nhau thôi, tự tin lên, không sao đâu, cuối cùng đến đích thôi. Nhưng mà khi mình nghĩ về cái đoạn đường về phải đi bộ về thì càng thấy mất niềm tin hơn, cảm thấy ôi thế giới là xám xịt, nhưng mà hay là cuối cùng có người trở về chứ không phải đi bộ về nữa. Ngày hôm nay đi rất là vui, được là đi xuồng và được tắm mưa ở trên ngay giữa con kênh luôn. Ấn tượng là qua bên nhà một bác kia thì bác người ta đến thì vừa hai lần đều không có chào bác thì những cái bác khóc quá trời khóc luôn, cái mình cũng rưng rưng theo. Mọi người ở nhà đừng buồn nha. Xin chào mọi người. Hôm nay thì ai cũng kể về trải nghiệm rồi, em hôm nay được đi xuồng đi ghe rất là vui, mệt nhưng mà rất là vui. Và một điều đặc biệt là mặc dù rất là mệt nhưng mà tụi em được tẩm bổ rất là nhiều. Sáng ra sau khi mà xuống đến nơi phát quà cho mọi người xong thì được ăn gà, thịt gà với bún rất là ngon. Chưa được ăn cua Cà Mau, cái con cua bự bằng cái mắt em luôn đó, lẩu cá kèo nữa. Tối nay sẽ được tẩm bổ bằng một nồi cháo. Yay!